Mến chào quý anh chị nha. Hôm nay em sẽ gửi đến anh chị mình một mẫu nhà nằm mặt tiền đường, vừa ở vừa kinh doanh, mua bán rất là thuận tiện luôn. Với cái mẫu nhà ngày hôm nay là pháp lý đã hoàn công đầy đủ cho cô chú chị mình hết rồi, và được tặng full nội thất để phục vụ đến anh chị mình luôn nha. Cái căn này là bên đơn vị em vừa mới hoàn thiện xong luôn nha quý anh chị. Xây dựng là riêng lẻ nha, cừ đà cột móng đều riêng hết luôn, pháp lý sổ hồng riêng đã hoàn công rồi luôn, với diện tích cực kỳ là lớn nha, ngang 4m, chạy sâu vào tận tới là 28m luôn, có một cái khoảng sân trước để cho anh chị mình đổ ô tô và một cái sân sau lấy gió trời cực kỳ là thông thoáng luôn, một trệt một lầu, có 4 phòng ngủ và 3 không gian nhà vệ sinh, có một cái phòng thờ riêng về cho anh chị mình nữa nha. Với cái mẫu nhà thiết kế theo cái kiểu mái hộp cực kỳ là sang luôn, có ban công trước, ban công sau, rất là thoáng nha quý anh chị. Với cái mẫu nhà ngày hôm nay được bán với một giá tổng luôn đúng 3.200.000.000, vẫn còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp ngay chính chủ nha. Với hướng nhà là hướng Tây Bắc nha quý anh chị. Như quý anh chị mình có thể xem sơ cái màn hình, nhà thiết kế không có một điểm trừ luôn, được nằm trên mặt tiền đường nhựa cộng đồng Lộc Hậu nha quý anh chị. Đường nhựa rộng 6m, đường thông hai hướng nha. Một hướng bên đây quý anh chị mình đi thẳng ra là mình có thể về chợ Long Thường được, và ra ngay cầu Cần Giuộc mới vẫn được luôn, trên trục đường quốc lộ 50. Và hướng này quý anh chị mình nói thông ra trục đường 9835. Ngay đầu đường có một cái trường học Nguyễn Đình Triệu rất là lớn luôn. Từ đây ra đầu đường 835 đi đâu đó tầm khoảng 700m đến 1 cây số đổ lại thôi nha. Với cái mẫu nhà ngày hôm nay thiết kế rất là hiện đại và sang, được xây dựng riêng lẻ nói quý anh chị, mà bán với mức giá chỉ hơn 3 tỷ một chút xíu thôi, tìm đâu ra. Anh chị mình nhanh tay gọi ngay cho em nha. Và trước khi vào trong căn nhà là bên đơn vị đầu tư người ta làm cho anh chị mình hai cột cổng hai bên rất là to, và có lắp hai bóng đèn á quý anh chị, rất là sáng luôn, ban đêm mở thì vô cùng là sáng. Có một cái dĩa hè nho nhỏ cho anh chị mình nữa nha. Và lớp cửa đầu tiên sẽ cho anh chị mình đó là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện có khắc BNC. Di chuyển vào bên trong nữa là một cái sân trước rộng rãi to đùng cho anh chị mình có thể đổ xe hơi thoải mái luôn. Thiết kế cho anh chị mình những cái bóng đèn chiếu sáng ở sân trước luôn, ban đêm mở rất là sáng nha anh chị. Và cái thiết kế theo cái kiểu máy hộp hiện đại nhất luôn, cái kiểu này đang bán rất là thịnh hành luôn nha. Tặng lại cho anh chị mình hai bên thêm một hai cây xanh nữa nè anh chị, quá là tuyệt vời nha. Với cái mẫu nhà ngày hôm nay là được xây dựng riêng lẻ nha anh chị, cừ đà cột móng đều riêng hết luôn, nằm gần các trung tâm quận huyện như quận 7, quận 8, Nhà Bè, Bình Tân thì mình đi đâu đó tầm khoảng 30 phút thôi. Và lớp cửa thứ hai sẽ cho anh chị mình đó là lớp cửa nhôm xung qua với kính là kính cường lực, rèm cửa thì cũng đã lắp đặt full đầy đủ cho anh chị mình rồi. Căn này thì bên đơn vị đầu tư sẽ tặng lại cho anh chị mình là một bộ bàn salon cao cấp ngay không gian phòng khách luôn, là với anh chị cực kỳ là sang nha. Tường bên đây á là bên đơn vị em cũng đã ốp chất BNC giả gỗ và giả găng may cho anh chị mình, có lắp đặt gương phản chiếu nè quý anh chị, nhìn nhà rất là rộng luôn. Và bên đây thì tặng lại cho anh chị mình một cái tủ đó, một cái tủ nè quý anh chị, tủ này thì quý anh chị mình có thể trưng bày đồ hoặc là mình để nón bảo hiểm vào đây. Tường thì ốp chất BNC nên nhà rất là mát nha. Đối diện sofa sẽ là một cái kệ tivi cho anh chị mình, đầy đủ công năng hết rồi, bên đơn vị em trang trí đầy đủ công năng hết luôn. Ở đây thì là trần thạch cao, đèn thì full đầy đủ, có một cái bóng đèn chùm pha lê, nói chung là rất là xinh và nổi bật luôn. Cái căn này là nổi bật nhất khu vực luôn nha chị. Anh chị nào mà có muốn đi xem nhà thì cứ nhắc máy lên rồi nha cho em, và sổ em có để trên màn hình nha. Tặng lại những cái quạt sẵn cho chị mình luôn, tặng hết, trong nhà có gì là bên đơn vị em sẽ tặng hết cho chị mình luôn. Dưới chân cầu thang thì bên em để trống nha, về quý anh chị mình có thể làm khiên kho tủ để mình để những vật dụng không cần thiết vào. Và di chuyển kế tiếp nữa sẽ là không gian nấu nướng nha chị. Anh chị mình có để ý không, đường đặt ốp lát cao nè, rất là sạch sẽ luôn đó. Không gian nấu nướng thì rộng rãi to đùng cho chị mình, có lắp đặt hệ thống tủ bếp trên và hệ thống tủ bếp dưới rồi, mặt đá ba cương bồn inox 304 đó. Ở đây thì bên em cũng thiết kế tặng cho chị mình thêm một cái bếp ga âm nữa nha, quạt treo tường đầy đủ hết luôn. Ở đây thì có hệ thống trần thạch cao, vẫn có một cái bóng đèn chùm nữa nha quý anh chị. Ở trên trần của mình rất là mát luôn nên về ở rất là thông thoáng. Căn này thì có một phòng ngủ ở dưới tầng trệt nữa nha anh chị. Kế tiếp đây sẽ là không gian nhà vệ sinh. Không gian nhà vệ sinh thì cũng đầy đủ công năng cho quý anh chị mình sinh hoạt. Tường đặt mang ốp tặng lên cao, giò sen giò tắm đầy đủ, bồn rửa mặt gương đồ đầy đủ hết rồi đó. Một cái căn nhà lên tới 4 phòng ngủ là nhà quý anh chị, và 3 không gian nhà vệ sinh thì gia đình mình có thành viên từ khoảng 4 đến 8 người về sinh sống rất là thoải mái luôn. Đây là phòng ngủ ở dưới tầng trệt rộng rãi to đùng, có hệ thống cửa sổ để anh chị mình lấy gió trời, hệ thống trần thạch cao đầy đủ cho anh chị mình, cái trần rất là cao luôn quý anh chị, vô nhà mát ghê luôn. Di chuyển xuống nữa sẽ cho chị mình là một cái sân sau. Sân sau này thì mình có thể để lấy gió trời hoặc là mình có thể tận dụng ngoài đây mình phơi đồ phơi đạc rất là thuận tiện luôn.
đó, sân sau rộng rãi nè anh chị. Ở đây có lớp màu sơn xanh là sơn chống thấm nha quý anh chị. Ở bên căn này bên đơn vị em đã sơn chống thấm đầy đủ cho anh chị mình hết rồi. Có cái những cái khung lỗ để mình lấy gió vào nè, lấy gió thiên nhiên vào á, nên rất là mát luôn. Và xem đến đây rồi anh chị mình đừng quên bấm đăng ký kênh cho em và cho em một like để em có động lực đi quay nhiều mẫu nhà đẹp giá rẻ để phục vụ đến anh chị mình xem tham khảo nha. Với cái diện tích căn nhà ngày hôm nay á là ngang 4m, dài sâu vào tận tới 28m luôn, xây dựng riêng lẻ cừ đà cột móng đều riêng hết luôn, một trệt một lầu, có 4 phòng ngủ và 3 không gian nhà vệ sinh, một không gian phòng thờ riêng biệt cho anh chị mình, tặng full nội thất hết luôn nha. Hướng nhà là hướng tây bắc nha quý anh chị, có sân trước đổ ô tô, sân sau lấy trời cực kỳ là thông thoáng luôn, sổ hồng riêng đã hoàn công rồi. Thì trong tay quý anh chị mình có đâu đó tầm khoảng hơn 1 tỷ, một chút xíu thôi, khoảng 1.2 tỷ hoặc là 1 tỷ thôi là quý anh chị mình cũng có thể sở hữu luôn nha. Phần còn lại thì nhà bên ngân hàng hỗ trợ cho mình vay. Bây giờ thì mời quý anh chị mình cùng em di chuyển lên trên để mình tham quan không gian tầng trên nha. Ở đây là tầng trên thiết kế cho anh chị mình là tầng 3 phòng ngủ và một không gian nhà thờ, hai nhà vệ sinh nha quý anh chị. Quý anh chị mình có để ý không? Đây trên cầu thang lên vẫn thiết kế trần thạch cao và nhắm nhá những cái khung hình tròn rất là đẹp. Tường gạch á ốp lát tặng lên cao lên tới trên đây luôn nha anh chị, rất là mát nha. Di chuyển xuống cuối dãy nhà quý anh chị đó, đường đi thì cũng rộng rãi nè quý anh chị, mình có thể quan sát trên ở trên trần thì cao ráo, đèn thì lắp đặt full đầy đủ, có quạt trần đầy đủ hết luôn. Đây là cái phòng ở cuối dãy nhà rộng rãi to đùng cho anh chị mình. Phòng này sẽ có một cái ban công ở phía sau nữa nha anh chị. Đây, phòng rất là rộng luôn, rất là thoải mái. Ở trên là trần thạch cao, đèn chùm pha lê rất là đẹp. Di chuyển ra đây nữa sẽ là ban công phía sau, quý anh chị mình có thể cùng nghe ra đây tham quan nha. Wow, ra đây một cái view cây xanh thoáng mát vô cùng luôn anh chị. Quý anh chị mình có thể quan sát sơ, dân cư thì ở cũng rất là đông đúc rồi đó, rất là đông nha anh chị. Nhà của mình là nằm trên mặt tiền đường nhựa cộng đồng Lộc Hậu nha, đường thông hai hướng. Quý anh chị mình có kinh doanh mua bán nhỏ nhỏ vẫn được luôn nha anh chị, đừng nên bỏ qua. Cái mẫu nhà ngày hôm nay thì rất là đáng tiếc luôn. Anh chị này mình có muốn đi xem nhà thì cứ nhấc máy lên gọi ngay cho em qua số em có để trên màn hình nha. Và đây sẽ là không gian nhà vệ sinh ở phía ngoài cho chị mình tiện sinh hoạt chung, cũng đầy đủ công năng hết rồi nha chị. Tường lạc thì ốp lát tặng lên cao đầy đủ hết rồi, một cái căn nhà không có thiếu gì hết nha chị. Anh chị mình mà có đang tìm một cái căn nhà để mình an cư lập nghiệp và có thể kinh doanh mua bán á thì cứ nhấc máy lên gọi ngay cho em để mình về đây khảo sát thực tế với cái mẫu nhà ngày hôm nay nha. Và đây là phòng thứ hai nè anh chị, phòng thứ hai rộng rãi to đùng luôn, vẫn có ấn đầu để chờ phải đặt sẵn cho anh chị mình hết rồi. Một cái căn nhà đầy đủ công năng với diện tích cực kỳ là lớn luôn, ngang 4m, dài tận 28m nha anh chị, pháp lý sổ hồng riêng đã hoàn công rồi, pháp lý thì đầy đủ cho cô chú anh chị mình. Mặt tiền đường nữa đây đó, một cái vị trí địa thế là vô cùng là tuyệt vời. Và đây là phòng thứ ba. Phòng thứ ba này thì hơi nhỏ tí nha anh chị, vì có không gian nhà vệ sinh khép kín ở trong phòng nè, nên cái phòng nó sẽ gói gọn nhỏ lại tí đó. Trong đây thì nhà vệ sinh thì cũng đầy đủ công năng hết rồi. Đây cũng có ống đồng dây chờ mới đặt sẵn cho chị nha, có bạc trên tường rồi hết rồi. Trần thì trần thạch cao nha quý anh chị. Và di chuyển xuống ở phía trên anh chị, đây là phòng phía trên, phòng cuối nè, thì quý anh chị mình về có thể tận dụng đây mình làm phòng thờ đó, làm phòng thờ nhà mà nhà ai cũng có thờ, có kia có tượng, có lành nha chị. Ở đây thì trần thạch cao có thiết kế cho chị mình một cái bóng đèn chùm cực kỳ là đẹp và sang luôn. Di chuyển ra đây nữa sẽ là ban công phía trước nha. Wow, ra đây rất là thoáng và mát nha anh chị. Ra đây thì anh chị mình có thể quan sát được toàn cảnh vật xung quanh luôn nha. Dân cư ở rất là đông đúc và sầm uất luôn. Đường của mình là đường nhựa rộng tận 6m, đường thông hai hướng, dân cư đông. Anh chị mình vừa ở vừa kinh doanh buôn bán rất là thuận tiện nha. Với diện tích ngôi nhà ngày hôm nay là ngang 4m, chạy sâu vào tận 28m nha anh chị. Xây dựng riêng lẻ nha, cừ đà cột móng đều riêng hết luôn. Pháp lý sổ hồng riêng đã hoàn công rồi. Một trệt một lầu, có 4 phòng ngủ và 3 không gian nhà vệ sinh, một cái không gian phòng thờ cho anh chị mình. Có sân trước để anh chị mình đổ ô tô, sân sau lấy gió cực kỳ là thoáng luôn. Ở phía trên thì có ban công trước và ban công sau luôn, cũng rất là mát mẻ nha anh chị. Với hướng nhà là hướng tây bắc nha, và được bán với một mức giá tổng luôn đúng 3.200.000.000, vẫn còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp ngay chính chủ nha. Anh chị nào quan tâm thì nhấc máy lên gọi ngay cho em nha. Và giờ thì em cũng xin kết thúc video tại đây.